Xuân nhớ nha Xuân, lát về cũng phải ế.
đi tác bảo đại kéo con trang lên.
Cho chiếc kia lên anh Đức, chiếc đỏ sau lưng á.
Thì bây giờ tụi mình đã về đến khách sạn à, hồi nãy Evotin nó về trước rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ nghỉ ngơi ở đây. Và tối nay có hoạt động Gala Dinner thôi, chứ không có chạy siêu xe nữa. Ngày mai dự kiến đoàn sẽ có nhiều hoạt động hơn. Hy vọng là sẽ được nghe tiếng bồ rum 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 trên đường phố Đà Lạt. Chiếc Ferrari 488 GTB được cầm lái bởi anh Chris Blank, CEO Phật Man City. Hello anh Chris. Chào. Khỏe không? Dạ khỏe anh. Xe đẹp quá anh. Cảm ơn. Dạ, màu đẹp quá. Mới. Màu mới. Dạ, xịn đấy anh. Mới rạp xong. Dạ. Chủ là rất cao. Dạ. Độc. Đã. Dạ. Chào anh Chris. Dạ. Ok, các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa SSS Automotive Graphy. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tới. Suy xe xin chào. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài là